Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim đã được độc giả đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao ngay từ khi mới ra mắt, là một cuốn sách giá trị để bạn đọc có thể hiểu chính bản thân mình và người khác giới. Trong đời sống tình cảm, luôn có sự xung đột và bất đồng giữa hai giới, chỉ vì không hiểu nhau. Khi đọc đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim, các bạn sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn, thấu hiểu hơn nữa về nửa còn lại của mình. Tác giả John Gray. John Gray là tác giả kiêm tiến sĩ người Mỹ. Ông sinh ngày 28 tháng 12 năm 1951. Gray là một nhà trị liệu gia đình và là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Hoa Kỳ và Hiệp hội Tư vấn Hôn nhân và Gia đình Quốc tế. Ông là tác giả của 12 cuốn sách bán chạy nhất. Bên cạnh cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, tác giả còn có một loạt những tác phẩm cùng chủ đề đáng đọc như Người sao hỏa và Người sao kim chân chính. Những phép lạ mang tính thực tế cho người sao hỏa và người sao kim. Ông cũng đã tổ chức những cuộc hội thảo cá nhân hơn 30 năm qua. Hiện nay, ông đang sống cùng vợ và ba con tại Bắc California. Tác phẩm Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim được xuất bản lần đầu năm 1992, nhanh chóng bán được hơn 15 triệu bản và trở thành cuốn sách phi hư cấu được xếp hạng cao nhất những năm 1990. Cuốn sách đã lần lượt được phát hành và dịch sang nhiều ngôn ngữ, trong đó có Việt Nam, mang những phân tích và nghiên cứu đánh giá trong suốt nhiều năm. Cuốn sách gợi mở những khía cạnh của hai giới tượng trưng cho sao hỏa và sao kim, tuy có cùng suy nghĩ nhưng cách bộc lộ và ngôn ngữ thể hiện khác nhau. 13 chương của cuốn sách sẽ khiến bạn đọc phần nào có thể lý giải được tâm tư tình cảm của nửa còn lại, từ đó xây dựng nên một mối quan hệ bền chặt hơn trong tình yêu và đặc biệt là hôn nhân, cũng là cuốn sách mở ra hướng đi cho bạn để vượt qua những vấp ngã trong tình cảm. Đối tượng độc giả của Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Trong thực tế, những bất đồng chỉ xuất hiện khi cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm hay đã kết hôn. Vì vậy, Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim hướng đến những độc giả đang đương đầu với những gánh nặng của trái tim hay trong đời sống hôn nhân đang gặp phải những khó khăn. Nội dung nổi bật trong cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim được tác giả chia làm 3 phần để độc giả có cái nhìn rõ nhất về từng đối tượng và sự khác nhau trong cách suy nghĩ, cư xử của hai giới. Phần đầu, sao hỏa và sao kim, làm lại từ đầu, đề cập những bước cơ bản trong quá trình hàn gắn vết thương đối với cả hai giới. Phần 2, sao kim, làm lại từ đầu, nói đến những khó khăn phụ nữ gặp phải trong quá trình xây dựng lại quan hệ tình cảm. Phần cuối, sao hỏa, làm lại từ đầu, trình bày những thử thách nam giới thường phải đối mặt. Đàn ông thích giữ kín còn phụ nữ thích bày tỏ. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim khẳng định đây là sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ. Như bản tính vốn có, đàn ông thường thiên về lý trí, họ thường có suy nghĩ và định hướng rõ ràng trong mọi tình huống. Nhưng phụ nữ thì ngược lại, họ thiên về tình cảm. Điển hình là khi đối mặt với những vấn đề, đàn ông, người sao hỏa thích giữ kín để giải quyết và điều đó sẽ khiến anh ta thấy nhẹ nhõm hơn. Còn người sao kim, phụ nữ thì muốn được giải bày. Sự im lặng của mạng đời sẽ khiến phụ nữ bị tổn thương. Một người đàn ông biết nhiều hơn về việc làm thế nào để làm vừa lòng người phụ nữ và dành cho cô sự ủng hộ sẽ khám phá ra rằng việc lắng nghe không quá khó như anh ta đã từng nghĩ. Điều quan trọng hơn là nếu người phụ nữ nhắc nhở anh ta rằng cô chỉ muốn nói về các vấn đề của mình với anh và anh không cần phải đưa ra bất kỳ cách giải quyết nào, nó có thể khiến anh ta thư giãn và lắng nghe tốt hơn. Bất đồng ngôn ngữ. Ngôn ngữ của người sao hỏa có những từ giống nhau nhưng cách sử dụng lại làm cho chúng khác nhau. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim khẳng định rằng phụ nữ thường không sử dụng cách nói trực tiếp mà thiên về lối nói ẩn dụ, cường điệu hay khái quát hóa trong giao tiếp. Điều này gây khó khăn cho những người sao hỏa, vì họ cần phải có một vốn từ vựng phong phú để hiểu người sao kim đang muốn nói điều gì. Điều ngược lại cũng xảy ra tương tự với đàn ông. Sự bày tỏ của phụ nữ đôi khi khiến đàn ông khó chịu hay hổ thẹn và quy về trách nhiệm của bản thân. John Gray có một ví dụ điển hình cho sự lý giải ngôn ngữ của sao kim từ một câu nói của người sao hỏa. Tôi vẫn ổn, dịch sang ngôn ngữ người sao hỏa nghĩa là tôi vẫn ổn. Tôi có thể giải quyết rắc rối của tôi. Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Cảm ơn. Không có sự giải thích này. Khi anh ấy nói tôi vẫn ổn, cô ấy có thể nghe thành tôi không có rắc rối gì cả bởi vì tôi không quan tâm, hoặc cô ấy có thể nghe thành tôi không sẵn lòng chia sẻ cảm xúc rối ren của tôi với em. Tôi không tin em ở đó là vì tôi. Phụ nữ và đàn ông thực sự khác biệt. Hiểu được sự khác biệt là công cụ tốt nhất để có thể tìm ra điểm chung và giành được thiện cảm từ đối phương. Đàn ông thường muốn thể hiện bản lĩnh của mình qua những thứ lớn lao, trong khi phụ nữ thường để ý những chi tiết nhỏ nhặt để thể hiện sự nhiệt tình của người sao hỏa. Phụ nữ như những con sóng, họ hay thay đổi, tính cách thất thường, trong khi đàn ông thường kiên định hơn. Bài học thực tế từ cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Hiểu được người khác không phải là điều dễ dàng, nhưng tác giả đã chỉ ra những phương pháp cho độc giả có thể thông qua đó tìm hiểu và quan sát để xây dựng những mối quan hệ cá nhân trong tình yêu cũng như trong hôn nhân. Bí quyết để giữ gìn sự kỳ diệu của tình yêu và hạnh phúc.
Qua phân tích của tác giả trong Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim, độc giả có thể nhìn được tổng quát nhất nửa còn lại của mình, hiểu để không nhất thiết phải làm theo nhưng có thể tìm cách để dung hòa, từ đó mối quan hệ sẽ trở nên bền chặt hơn. Yêu thương đến mấy cũng không tránh khỏi những xung đột và cãi vã. Hãy hỏi bản thân và suy nghĩ như nửa còn lại của bạn để giải bày, cảm thông và hàn gắn trước khi sự việc đi quá xa. Hành trình giải tỏa cảm xúc và vượt qua nỗi đau. Từ Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim, độc giả có thể thấy rằng đổ vỡ luôn là nỗi đau lớn nhất đối với cả đàn ông hay phụ nữ. Tìm cách giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc mà qua quá trình trưởng thành ta đã lãng quên, sẽ khiến bạn có thể chữa lành được trái tim đã bị tổn thương quá lâu để có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, sống mạnh mẽ hơn và có thể yêu thương lại một lần nữa. Lời kết. Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim là một cuốn sách đáng để độc giả thử đọc. Với kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân và gia đình của mình, John Gray muốn gửi gắm tới mọi độc giả một cách rõ ràng và sâu sắc nhất những bài học cuộc sống mà ông muốn truyền tải cho những ai đang trên con đường tìm nửa còn lại có thể tìm được hạnh phúc của đời mình, cho những ai có gia đình sẽ biết trân trọng và thấu hiểu cho cảm xúc của nhau để xây dựng một cuộc sống hôn nhân và một gia đình trọn vẹn. Yêu thương chưa bao giờ là điều dễ dàng.